Are you good? Yes. Okay, how is the weather today? It's school out there yesterday, 'cause yesterday it's raining. Yesterday it was raining. What about today? Is it raining right now? No. So No. it's cooler then. It's cooler than previous days, right? Yes. Okay. So it's a really happy signal for the south of Vietnam. So can you describe a leisure activity you spend with your family? My parents are always after there is in work, so really do we have free time together. So whenever we have time, we always take advantage of it to relax with each other. We usually gather in the living room and curve ourselves on the sofa to watch a box. All of my family members are couch potatoes, so we always engross ourselves into movies and lose track of time. Sometimes we also go in there to save a cup of coffee, some scrumptious food. But a few weeks ago, we thought about trying something different. My father and I plan to make a delicious meal for an evening get together for the occasion of Women's Day. And at first, it was quite hard for us because neither my father nor I can cook well. So we searched for some recipes to cook some dishes first. Then we tried to make them as unique as possible to make them look more structured and appealing. My father also repair from my mother a big and beautiful pancake too. It came as a huge surprise when my mother came home. She was really delighted and paid a lot of compliments. Although the dish didn't turn out as that great, but it was an enjoyable activity. We gather, recall old memories, and cherish the time with my family. On heart, it was an unforgettable and precious moment in my life. So I hope that we will have more time resting together in the future. Yeah, okay, good. So, can you tell me a time that you were really excited about it? A new topic. No. A time that you were excited about it. Is it a new topic? Like another topic not related in that topic. Okay, yeah. A new topic. Yeah, but this is a new topic. Sorry. About 2 years ago, I took part in a practical experience course which was held in Đồng Nai. And it still fresh in my memory that about how excited I was during that trip. A few days before going, I had to prepare a lot. From clothes to medicine, and never had I traveled alone, so I was both elated and a bit nervous.
My heart pounded in excitement as I was on the way to Đồng Nai. And there I had to buy and cook for my own and pure tent to sleep, and did a lot of other things without help from others. And once I had a test they gave me a sum of money and asked me to buy nutritious food because I was a shy child, so it was really hard for me at first. And I had to consider really carefully to buy enough food for my home group, and it also had to be nutritious. And sometimes I also had to beg and to buy as much as possible. And bargaining was the hardest part, and I was really scared and panic stricken. But fortunately, the other team members and people around me were really friendly, and the sellers were also really kind, so I could complete the task quickly. Everything must come to an end. On the last night, we were on sitting around the comfy and cozy campfire. We sang and told ghost stories. My friends and I traveled with excitement when it burst into it present to them, and we seemed to ignore all pressures from studying in the order to immerse ourselves in that precious moment. And I would say that it is the most useful and delightful experience that I have ever had. Okay, good. So is that a real experience in your life? Yes. Yeah, so it's indeed a real experience. So do you like taking part in outdoor activities? Yeah, I do like. You really like taking a part in outdoor activities, okay. Can you give out some outdoor activities that you enjoy doing with your friends? At school, we usually play badminton. Are you good at badminton? Not very good, but I can play. Do you enjoy playing it? Yes. Okay. So, do you really like sports? Really like. Okay, you like sports, and can you list out some benefits of sports, getting exercises? Playing balls has a lot of benefits. It helps us to keep fit, and keep fit and stay healthier. It makes us be strong both mentally and physically. Okay. Anything else? It also helps us to reduce stress and pressure. Yeah, reduce stress and pressures. Okay, that's good.
People often say that students have to decide what to do for a living before graduating from school. Do you agree with that idea? They have to decide what? Decide what to do for a living. What to do for a living. What to do in their future before graduating from school. Do you agree with that idea? I don't agree with that. Because maybe when they were in school, they were too young to decide a big thing like that, and like their hobby can change, can be changed like when they at school they will like to do something, but when they graduate they will like to do a new thing like that. And so have you ever decided what you would like to do in the future? Not yet. Okay, have you ever thought about it sometimes? Mm. Once in a while in your life thinking about future? Yes, sometimes. Okay, sometimes you are thinking about future. Mm-hmm. And what will you feel whenever you think about your future? Pessimistic or optimistic? Optimistic. Optimistic, yeah, it's good. Okay, always had an optimistic look about future. Okay, you still remembered on our previous lesson, we have a discussion about the thorn bird, right? Mm-hmm. Yeah. We have a discussion about the thorn bird. And after finishing teaching you, I tried to search some information about the story again. And remember I asked you the question about what is the important thing that keep a man love a woman for the rest of his life? Remember about that question? Keep a man love. Loves a woman for the rest of his life. So you told me one of the important thing is her intelligence. Yes. Yeah. Right? Her intelligence. Okay. So I really thought about that. A woman's intelligence. And then I searched some information. I tried to read the book again. And I just thought that it was not her intelligence. Intelligence was not really good enough. And I asked you anything else, right? Mm-hmm. Yeah. Okay. Have you thought about it? If she's not very intelligent, I think the woman who can attract a man, like they like when they has a problem, they can sit down and listen to each other's pressure and look for the solution, like the one who can listen to each other. Yeah, that's right. Okay. So I had the same thought like you, the one who can listen to each other. So can you try to sum up all these things into just one word? Mm. What is that kind of personality that a woman should have? She is a good listener. A good listener. Yeah, listen to her partner, can understand for his feelings, okay? Can find out solutions. So is that the word? Do you know this word? I bet you know this word. Sympathy, right? Yeah, right?
Yeah. So I spent the whole evening to find this word. It turns out the woman should have the sympathy for her partner. So do you think Maggie have given enough sympathy to Raph? Does she really understand him at all? I also think that she understands him because she understands that he loves her not just a lot, but just because he always ignored like always neglect that he loved the God more than her. He loved the God more than her. So have you ever thought about like why he always trying to find God in his life? Whereas God is just something like virtual, right? We cannot see it by our eyes, right? Cannot see God in person. Whereas Maggie is a real person in his life. Try to think about it. You can take yourself as an example for that. Because he can't give up his fame. He can give up on his fame. His fame. It's fine. Do you think he really needs that fame? I think he did. Because if he didn't need it, he would choose Maggie. Instead, right? If he didn't need God in his life, he would give up on God and chose to be with her, right? That was you think about rap, right? Okay, yeah. So let me ask you another question. Maybe you would have another look at this story. Have you ever seen the movie Adventures? Adventures. I don't know. Adventures. No. Iron Man, Captain America, Spider-Man. I know that, but I didn't see. You know all these characters, but you haven't seen their movies, right? I just know a little, because a lot of my friends like this. Yeah. I asked you about the adventures because yesterday I watched a short trailer of the adventures movie. And you know Iron Man? Iron Man? Yes. Okay. So in the beginning of adventures, beginning scene of adventures, Iron Man and we have the adventures crew. Crew here. Okay, so Iron Man is one of the most powerful hero in the Avengers. You know about that, right? And they had to fight against Thanos. No, Thanos. Thanos. Familiar to you? The man who doesn't have hair. Yeah. Right. Chris Bow, yeah, Thanos, yeah, it's good, yeah. Who doesn't have any hair, yeah. And Thanos is a villain, huh? And Iron Man is a hero. So hero fighting against villains. And in the beginning scene of the movie, Iron Man has to choose between his family and the Avengers crew. And finally, he chose Avengers crew. To be a member of the Avengers crew to fight against Thanos. Okay, and then it makes me think about Raph in the Thornbird. Wait. Do you understand what I mean? No. No, okay, I will repeat again. So the Avengers crew is the group of heroes, huh? It's the group of heroes, and they have to stand together to fight against Thanos.
Thanos is a villain, a bad guy in the movie. Yeah. Okay. And the Avengers team really need Iron Man because Iron Man is it can be said that he's the one of the most powerful hero in the movie. So in the beginning scene, Iron Man have to choose between the Avengers team and his family, because he know that once he becomes a member of this team, maybe he would never have a chance to go back with his family. Mm-hmm. And okay, can you guess what he choose to be a member in the Avengers team or to stay with his family? Choose Avengers team. Yeah. Okay. He chose to become a hero, fighting against Thanos. And I don't want to spoil it over you, but Iron Man, his ending is that Iron Man is dead, huh? He's dead at the final scene. And then Iron Man makes me think about Raph. Yep. Mm-hmm. Okay, I understand. Do you understand? Yes. Okay, can you explain it to me? Like, Raph has to the one he loved, and his fam not just for him, but a lot of people around him trust him, and like he is also a hero in that, like that. Yeah, he's a hero. So sometimes a man's mission is to save the world, right? You have to save the world, and he has to sacrifice his family for the peace of our world. Mm-hmm. So do you think it is fair for Iron Man's family? Mm-hmm. If you were in the place of Iron Man's wife, would you agree to let him go? It would be half at first, but I will let him go. Yeah, it would be hard, right? It's really hard, okay. Yeah. If I were in her place, I wouldn't agree to let him go. But I let him choose the way he want to do. Huh? But I would never support him to do this. It's just like Maggie, right? Yeah. Okay. Maggie never supports Raph to become an archbishop. Mm-hmm. So maybe I think it is not because Raph want to get his fame, but because he want to be something bigger. He want to find like the meaning of his life, right? Do you think like that? Meaning of his life. Have you ever asked yourself about the meaning of your life? Mm-hmm. Have you ever thought about it? It seems really big, right? Big and vague. But have you ever thought about it? The meaning of your life? Why were you born? What is your mission in this life? What is your future? I just thought about my future and it's a meaning of my life like that. What? Can you repeat again? Not very big life. Not very big, not use the word meaning, right? Yes. Sometimes you just question about the future, right? Yeah. Uh-huh, okay, the meaning. So I think the meaning of Raph's life is much more important than his love for Maggie. So I think to some extent, it must be unfair to charge that Raph is a greedy man. He's not greedy at all. You just want to find the meaning of his life. I just thought like that. I just gave you kind of a different look about this story, huh? Okay. Rồi bây giờ mình tiếp tục ha.
trước cái bộ phim gì con nói cô xem á, à, cô nói con xem, con đã xem Three Idiots. chứ, ừ, xem qua thử bộ phim đó chứ, xem chưa, con xem thử chứ, Xem rồi. à, con có biết cái tóm tắt cho cô thử không? Con xem xong hết chưa? Phim nó hơi hơi dài đó. Con xem xong hết. Ừ. Rồi hôm trước cô có nói con xem xong viết cái bản tóm tắt gì đó đúng không? À con biết, con viết cái đó cho cô chưa? À, chưa. Con Rồi mới phim xem. mới xem. Nhưng mà nói chung là xem xong rồi đúng không? Dạ. Ừ. Là xem đến cái đoạn cuối là ở ngoài biển luôn rồi đúng không? À, dạ. À, okay, and what do you think? Do you enjoy this movie? Yes. And what can you learn from the movie? Some lessons that you can sum up for yourself. I think that everyone should show their patience so they will have happiness. There is a motto in the movie. Do I don't remember each word, but it's something like, "Do not chase after success," right? You remember this motto? Do not chase after success. Okay. Trong phim có cái câu gì mà cái cảnh mà lúc mà ở trên cái sân thượng á, xong rồi cái anh diễn viên nhân vật chính tên gì cô quên mất rồi, cái gì vậy? Rental. Rancho nói với cái anh bạn mà hay thích khoe khoang á, là cái gì mà đừng có đuổi theo gì đó thành công á, mà à, để cô biết cô tìm nữa. Pursue excellence nè. And success will come chasing you nè. Hãy theo đuổi gì sự xuất sắc đó và thành công sẽ theo đuổi bạn ha. Đây là một trong những câu nổi tiếng nhất trong bộ phim này, con nhớ cái câu này không? À, dạ có. Đây là một trong những câu mà kiểu tạo động lực nhất trong bộ phim nè. Okay. Lesson 3 Idiots. Rồi, con viết cho cô cái bài viết ha. Sau khi xem bộ phim này xong thì bây giờ mình sẽ đặt ra là trong cái bộ phim đó thì người ta nêu ra hai cái quan niệm về học tập ha. Quan điểm thứ nhất là gì nè? Học theo cái kiểu như thế nào? Rancho là theo kiểu trường phái học như thế nào Bút quang. ha? Học theo như thế nào? Như học kiểu là học theo sách vở, học học mà học việc, học kiểu học. Lần bà hỏi ra cái gì cũng học thuộc hết đúng không? Yeah. Ừ. Là cái anh bạn đó tên gì cũng không nhớ ha. Còn anh diễn viên chính là Rachel đúng không? Quan điểm về học tập của ảnh là gì nè? Học vì sở thích học. Yeah. À, học vì đam mê và học vì sở thích của mình đúng không?
Như vậy có hai quan điểm ha, một cái là cứ học việc ha, và cái thứ hai là học bởi vì mình thích nó chứ không phải là vì người khác ép buộc mình làm điều đó. Mình có thể làm rõ ý này là học việc, learn by heart, học theo định hướng ha, định hướng orientation. Rồi giờ mình có hai quan điểm ha. Learning with orientation from family society, how learn because you like it, not because someone forces you to do. Này dùng chữ study đi. Rồi bây giờ mình thử nói về hai ý kiến này nè. Discuss. Discuss both views. And give explanation. Give reasons to support your. Rồi bây giờ con thử nói về hai cái này và đưa ra lý do để support cho cái ý kiến của mình ha. Cô cho con khoảng 2 phút suy nghĩ ha, sau đó trình bày cho cô thử ha. Okay, finished. Okay. Okay. So now. My first part is studying by heart and studying with orientation from family and society. My opinion about that statement is that, like if you to
to study like that, to also study what you don't really like. You just study for your family, and without anything more. Like, we just study like a machine, and I think that maybe you will be the best, the excellent in the class, but I don't think that they will be really happy. And I think that they will be always under pressure because of their family and the marks. Like, they will be upset with getting high marks like that. Maybe if they study like that, they can earn a lot of money after graduating, and they will can apply for a promising industry or something like that, but there are no breakthroughs in their life, and like it's just a tedious life. So I don't think they will be happy at the whole of life and entire life. But a lot of students choose to study like that, maybe 80%. Yeah, 80%. Yeah. Where did you get that rate? Because in my class, I can see it. Okay, so it is a survey from your class, and 80% of the students choose to learn something by heart. Yes. Yeah, okay. What about you? I'm not very hardworking student to choose to study like that. So you don't belong to the 80% students, right? I also don't have pressure from getting high marks because my parents put that pressure on me. So your parents don't take marks, high marks or grade seriously, right? Yeah. Mm-hmm. Okay. I'm happy for you because you have such wonderful parents in your life. What about study because you like it? The second part is like if first one, I say think that it will be right if you can do things like what you want, but when you choose to study like that, maybe there will be more obstacles in your life. Obstacles. What are they? At school, first, the teachers like tend to not really like the student who do like what they wanted. In the test, you have to learn by heart, follow to the books to get high marks, but the one who break that through and they didn't follow what the teachers say, the teachers will be ignored and like that. So they have to
have a wrestler from teacher first. They say the first wrestler at school. So teacher's command is the most important thing in class, right? The teacher's command. Mình lệnh của giáo viên là quan trọng nhất đúng không con? Yeah. Okay, teacher's command is the most important thing. And we students cannot think outside of the box, right? They have to think inside the box, right? Yeah. I think outside of the box, okay. So are you the type of person to think outside of the box or inside of the box? Or are you ignorant about everything happening around you? Subject I just studied because it's forced to study, so I don't care much about it. You don't care much about it. Yeah. So what is this poor subject? Something like history. History, okay. History. History. Number one in the list. You don't like history? Because we had to write down a lot and a lot of things to remember. There are a lot of things to remember, okay. So you don't like history because you have to write a lot about it, or because you think it is indeed boring? It's because the way the teacher teach it. The teaching method of the history teacher, right? Yeah. And the curriculum is so heavy. The curriculum is so heavy, okay. So you are studying History 10, right? Yes. What do you study? About Vietnam. Vietnamese war? Yes. Okay. I think it's boring. Vietnam war, okay. A lot of numbers. So have you ever searched to find out history information on the internet? Never. Never? Yeah. Okay. So you don't care about history, right? Yeah. You don't care about history. So, are you good at literature? I can get quite high marks. You can get quite high mark in literature, huh? Yeah. Great. So you love this subject, right? Not really love, because I love reading books, so You love reading books, but you don't love history. Yeah. Okay. So literature requires writing a lot. And you can't really do it well. It seems unfair to history, huh? Because the grades they teach is not very attractive. It's really boring. So I don't mind. I think you have to overcome some kind of, you know, boring teaching method. You have to overcome it. I think history is a really great, very good subject. How can we live without knowing anything about the past, the present, and maybe something would happen in the future? Yeah. Right? If you want to be a good writer, you should learn history. That's just my advice to you. Huh? If you want to do good, do well on the writing IELTS, trying to study something about history. Okay? Yeah. Maybe I will recommend you some books because you love reading, right? I can recommend you some books to read and finding out something about history.
Let's start with World War One. You know about this term, World War One? World War, yeah. Mm. World War One, World War Two. You know about all these terms, right? What about Cold War? Cold War. Mm-hmm. Cold no. War. No. Okay. Con chưa học chiến tranh lạnh trong lịch sử ha? À, chưa. À, chưa học về chiến tranh lạnh. À, hiện đang học lịch sử Việt Nam đúng không? Học lịch sử Việt Nam. Học lịch sử thầy cô mà hồi đó cô cũng chán môn sử lắm, ngồi chép bài nhiều ha, ớn lắm. Nhưng mà nếu mà con thích đọc sách á, có thể mua những cái mình đọc thì mình có thể mua thêm những cái sách mình nói về sử ha, mình học để mình biết ha. Nhiều sử là ý cô là sử về thế giới đó. Còn sử Việt Nam nó chỉ là một mảng nhỏ thôi ha. Mình học để ví dụ như khi mà con viết ha, có những cái phần mình phải đưa ra dữ kiện á, dữ liệu này kia, đưa ra dẫn chứng á. Mình có thể đưa ra những cái dẫn chứng trong lịch sử ha, nó thể hiện được cái kiến thức của người viết nha. Và nó cũng giúp ích rất nhiều cho cái việc mình học lên sau này ha. Có sách nào hay ha, để cô giới thiệu cho con ha. Con đọc xong Đắc Nhân Tâm chưa? À, con đang đọc. À, đọc chưa xong hả? Dạ. Lịch sử ha. Con có thể đọc cái cuốn Heathens hay là có bản không? Có bản tiếng Anh đó. Để cô tìm bản tiếng Anh cô gửi cho con nha. Mà không biết lâu cô để đâu. Tiếng Anh tên là The Drifters. Cái người mà viết văn hay á là không chỉ họ dùng cái lời văn ha, mà quan trọng là nó thể hiện được cái kiến thức á. Nên mình học đọc thêm để mình biết là 6 người đi khắp thế gian. Con nghe tên quyển sách này bây giờ chưa? Chưa. Ừ. Để tôi coi thử. Việt Nam mình hình như có xuất bản quyển này rồi. Tên là 6 người đi khắp thế gian. Anh đây nè. Thường con đọc sách là con mua nhiều hiệu sách hay là đặt online ha? Đặt online. À, đặt trên Tiki rồi đúng không? Dạ. Ở đây có bản tiếng Anh nè. Cô không biết trên Tiki có bản tiếng Anh để cô tìm. Để khắp thế gian. À, The Drifters. Con lại được coi thử. Tiki. Gì đây? Bài tàu bị sách ba. À, không phải. Tìm bản tiếng Việt đọc không được. Nếu mà con muốn tìm hiểu thêm ha, đọc cái quyển này ha. Quyển này là nói về 6 người đi khắp thế gian ha. Trong này nó có một chút xíu nói về chiến tranh Việt Nam trong đó nữa ha. Mình có thể xem, mình tìm hiểu về lịch sử trên cái góc nhìn của nhiều quốc gia. Khi đó họ nhìn nhận như thế nào về chiến tranh của Việt Nam. Nó chỉ có một cái đoạn nhỏ thôi. Rồi mình xem tình hình thế giới lúc đó như thế nào. Các cái nước trong chiến tranh thế giới thứ nhất, chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra như thế nào ha. Rồi quyển sách này nó có đề cập đến những cái đó. Một quyển sách rất hay đó. Bữa này có xuất bản ở Việt Nam rồi nè, dịch ra thành 2 tập nè, 6 người đi khắp thế gian 2 tập ha. Tác giả là ông gì, Michelin, à, Albert Michener nè. Nếu mà con có thời gian tìm hiểu đọc ha, cái này nó có nói về lịch sử nhưng mà viết thành dạng tiểu thuyết sách ha. Nên có thể là, tại vì con thích đọc thì có thể, mình có thể học đọc để mình tìm hiểu về cái này được nè. Mình tìm hiểu hơn thêm về lịch sử ha. Hoặc là ví dụ có quyển mà Gone with the Wind này, cuốn theo chiều gió ha. Tiểu thuyết kinh điển đó. Ở nhà có con quyển này. À, con đọc quyển này chưa? À, chưa. À, đọc thử đi, đọc Đắc Nhân Tâm xong rồi đọc quyển này liền ha. Gone with the Wind nè, rất hay ha. Có thể đọc quyển này trước nè, đọc quyển này thì con sẽ hiểu hơn. Hôm trước cô có nói rồi, mình học tiếng Anh là mình phải hiểu văn hóa của phương Tây ha. Thì quyển đọc quyển này con sẽ hiểu hơn về nước Mỹ nè. Cái thời kỳ chiến tranh tiếng Anh gọi là gì ha? Chiến tranh mà cái thời này là xuất hiện là bắt cái ông gì tổng thống Abraham Lincoln của Mỹ đó ha. Rồi chiến tranh gì cũng quên mất cái tên gọi là chiến tranh gì rồi. Nên đọc cuốn sách này ha. Có ở nhà có nhà lâu chưa? Dạ, lâu rồi, tại mẹ con đọc. À. Mẹ con đọc, bây giờ con đọc đi ha. Quyển này rất hay ha. Đọc Gone with the Wind, khi nào đọc xong nói cho cô xong rồi mình sẽ đàm đạo vào quyển sách này giống như The Thornbird hôm trước nha.
Những cái này rất hay ha. Ví dụ như mình đọc sách một lần rồi lần nhiều năm sau mình đọc lại mình đã thấy có những cái hay khác ha. Rồi mình chia sẻ quyển sách đó với những người khác mình cùng nhau mình nói á, mình sẽ tìm ra được nhiều cái hay trong quyển sách nữa. Cái đó là cái điều mà hấp dẫn thú vị của những người mà thích đọc sách đó. Mình tìm hiểu về cái đó nhiều hơn để mình phát triển cái khả năng tư duy ha, gọi là cái gì, tư duy critical thinking đó. Hôm cô nói với con như nếu mà con học cấp 3 thì chưa thấy rõ đâu, nhưng mà lên đại học cái đứa nào mà nó có khả năng viết và khả năng văn chương tốt hơn là cái đứa đó sẽ là cái đứa được điểm cao đó. Chứ còn ví dụ như làm toán hay là gì thì cô nghĩ những người giỏi hơn mình thì họ làm cũng họ 10 điểm thì mình cố gắng thì cũng được 7-8 điểm mà. Nhưng mà khi viết văn nó là một câu chuyện khác ha, không phải ai cũng viết văn được đâu. Cho nên mình cố gắng mình đọc nhiều, mình viết nhiều, mình luyện nhiều ha. Nó là tài sản vô giá của mình đó. Rồi bây giờ tiếp nè, hôm trước cô có nói cái con làm tiếp một cái bài speaking đúng không? Cô chưa có gửi tôi bệnh cho bệnh cho con. Ồ, cô chưa gửi cho con luôn hả? Dạ. I'm sorry. À, nhìn cái cô gửi cho con. Còn số mình làm xong số 1 rồi đúng không? Số 2. Số 3. Số 4. Số 4 chưa làm đúng không? Dạ được rồi. À, số 4 làm rồi mà đúng không? Tiếp số 5 chưa đúng không? Số 5 cũng làm nhận. Số 5 làm rồi hả? À, nói chuyện với cái bạn gì trong lớp học thêm đúng rồi, đúng rồi. Tiếp a film you would like to share with your friends, là cái này con có thể nói lại cái Parasite ha. Nói lại từ cái câu chuyện của Parasite là được. Con có bộ phim nào mà con thích nhất không? Harry Potter. À, thích Harry Potter nhất. Vậy được làm cái này cho cô về Harry Potter nhé. À, chủ đề số 6 này, a film you would like to share with your friends là về Harry Potter cho cô. À, trên trên Schoology cô có đăng mấy cái này hết rồi nè. Con lên nó con mở số 6 đây ha, có thể nếu mà thích thì đọc bài mẫu con từ vựng. Cô thấy bình thường từ vựng nhiều khi còn hay hơn mấy cái bài mẫu này nữa. Cho nên mình coi qua sơ sơ thôi để mình viết cái chủ đề của mình. Làm cho cô cái số 6 với cái số 7 luôn nha. Ở phim nè. Với cái an ideal house or apartment, cái phần này hay nè. Cái này con có thể tưởng tượng như thế nào cũng được hết ha. Có thể là thích sống trong lâu đài, thích làm công chúa cũng được ha. Cái bạn này nè, nhiều thích Harry Potter thì có thể thích sống trong thế giới phép thuật hay gì đó, mô tả muốn nói sao cũng được hết. 6, 7 là như cô cái đó trước. Nếu mà có thời gian thì làm số 8 mà còn trước mắt là như cô cái 6, cái 7. Rồi viết cho cô cái bài viết về cái chủ đề này, hồi nãy mình discuss nhé. Study by heart hay là study because you like it. Và đọc thử cái Gone with the Wind nhé. Đọc cái Gone with the Wind. Cái đất nhân tâm mà cái ông tác giả đó tên gì cô quên mất cái tên ông đó rồi. Để lên sợ thôi. Con đọc cái sách đó con thấy hay không? Dạ hay. Đất nhân tâm How to Win Friends and Influence. Cái tên tiếng Anh già Việt Nam mình dịch ra hay Influence People. Dale Carnegie. Con đọc Đắc Nhân Tâm khi nào đọc hết ha. Cô sẽ tìm một cái topic trong quyển sách này để con làm bài viết nhé. Cô tìm lại, con không biết cái quyển sách đó cô để đâu mà. Trong Đắc Nhân Tâm con thích cái chương nào nhất? Bữa giờ đọc thích cái chương nào nhất? Có cái chương mà nghĩ tới cái thứ mà người ta muốn trước khi mà nói cái thứ mình muốn chứ kiểu Là dù mình muốn một cái gì đó thì mình nghĩ về nó đủ nhiều đúng không? Phải. khi mà mình muốn người ta làm cho mình cái gì đó thì mình phải xác định cái mà quyền lợi khi người ta làm việc về cái đó trước, À. là phải cân bằng giữa lợi ích giữa hai người. À. Là phải có sự cân bằng về mặt lợi ích. Dạ. Ok. Là muốn khi mà xác định à, có hiểu là mình muốn nhờ người ta giúp một cái gì đó cho mình là mình phải cân nhắc xem thử cái việc đó người ta có thể giúp cho mình được hay không đó, đúng không? Là mình sẽ phải dựa vào việc là người đó có đạt được lợi ích gì từ cái việc đó không hả? Dạ, đúng rồi. À, ừ. Cái đó cái chương đó tên là gì con? Nó có cái tên chương không?
Con cũng nhớ. Bữa nào con ghi lại cái tên chương đó con đọc thử. À đây con có quyển sách này. Từ từ đợi con xíu. Cái đó là nó trong một chương, một cái nó ở trong một, hay là làm một phần lớn của chương thành thạo quan tâm đến người khác, cách đơn giản để tạo ấn tượng tốt đẹp, 12 thứ người khác suy nghĩ theo bạn, điều mọi người mong muốn hả con? À, dạ chắc vậy. À, điều mọi người mong muốn 229. À, còn cái ý đó là mình muốn người khác giúp cho mình cái gì là mình phải xem thử là họ có được lợi ích từ cái việc đó không, đúng không? À, đây là khi mà mình hợp tác với một đối tác nào đó thì không phải là cứ nếu như là khi mình làm marketing thì không phải là cứ nói là yêu cầu người ta phải mua một món hàng của mình mà mình sẽ nói về cái lợi ích của món hàng nó đem lại trước thì người ta sẽ hứng thú hơn. À, người ta sẽ hứng thú hơn rồi cũng hiểu. Giống như là mình tạo cái đòn tâm lý cho người ta trước đó, đúng không? Vậy ra là mình đưa ra những cái benefit mà người ta sẽ đạt được khi người ta mua một cái món hàng nào đó để tạo sự hứng thú. Giống như là mỗi lần mình xem mấy cái video tiếng Anh mà quảng cáo hay gì, mình thấy những người mà họ đọc tiếng Anh nghe siêu hay ha, xong rồi nói là nếu mà đăng ký học kiểu là đăng ký khóa học này thì bạn sẽ nói được tiếng Anh như người A người B kiểu vậy, đúng không? Ok rồi, đó cũng là một cách mà marketing thôi. Như vậy mình đọc cái đó, mình học cái đó thì mình hiểu là nhiều khi mình coi ở trên mạng người ta giới thiệu một cái gì đó chưa chắc nó đã tốt giống như cái mà người ta nói, đúng không? Nó yes. Cô nghĩ vậy ha. Rồi bữa nào để cô đọc lại thử cái chương đó thử. Vậy là mình phải cẩn thận với quảng cáo. Con nói với cô là sau này con có thích học kinh tế đúng không? Dạ, nó sẽ chắc sẽ liên quan tới những cái đó. Đâu có cái là có môn marketing đó. Như vậy thì mình học, mình đọc cái sách này là nó nói một phần trong marketing hả? Bán hàng các thứ đó. Vậy mình đọc xong cái chương này là mình rút ra được bài học là không phải cái gì người ta quảng cáo là đúng hả? Nên mình phải cẩn thận, nhiều khi người ta vẽ ra viễn cảnh cho mình thôi nhưng mà chưa chắc là đã tốt được như vậy hả? Rồi để cô đọc thử cái chương này xem. Rồi con làm những chất, làm cho cô những cái yêu cầu cô ra cho con nhé. Dạ. Hôm sau rồi mình sẽ sửa. Ok, so goodbye. Goodbye. Okay.